từng ngày dài lặng thầm trôi qua, có ai hỏi vì sao? Đời một màu buồn dần trôi qua, có ai hỏi vì sao? Còn lại một mình đời trôi qua vô vị làm sao? Ước mơ một mình mới kém vui làm sao? Chẳng còn buồn từ ngày mình coi nhau như bạn, chẳng điều gì làm phiền chuyện tôi yêu thương bạn. Chẳng còn khoảng trời nào chỉ mơ tay quên chạm, ném hết đi những ưu phiền kém hoa. Năm qua, caffeine giúp tỉnh táo, taurin và inositol nạp nhanh năng lượng, tỉnh táo tức thì chinh phục thử thách. Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, anh sẽ thông báo một tin vô cùng vui. Rồi vui à? Rồi thấy chưa? Em đã bảo rồi, chắc là đại ca trúng số gọi anh chị bạn gì đến đây chia tiền. Chia tiền. Ôi, tất cả đắm mơ giữa ban ngày đấy à? Cái đồ tham lam vắt cối chảy ra nước cam như thế mà em nghĩ trúng số chia cho chúng ta. À, không có một xuân đất đâu em. Không phải đại ca. Đi một. Thế chẳng nhẽ đại ca với cả chị Quyên sắp lấy nhau à? Ôi thôi rồi. Lại chuẩn bị tốn khoản nữa rồi. Dạ thưa sếp, nói thật là dạo này người ta hơi bị kẹt nên người ta chỉ đến ăn thôi. Nhưng mà yên tâm, người ta sẽ chuẩn bị một bài điếu văn. À không, nhầm, một bài thơ để chúc mừng. Mà này, cưới nhau cái kiểu này chắc chắn là bập xong rồi ra sản phẩm không ạ? Anh nói gì đi chứ? Chuyện chị cầm đèn chạy trước container thôi, có muốn tôi phạt trừ lương không ạ? Nghe cho kỹ thế này, Quyên vừa kéo về cho tập đoàn chúng ta một hợp đồng quảng cáo thời trang vô cùng béo bở. Nếu họ đồng ý với ý tưởng của chúng ta thì chúng ta sẽ có một hợp đồng độc quyền trong 2 năm trị giá 1 tỷ. Ôi, 1 tỷ? Đúng là vợ của đại ca đâu khác. Không có hợp đồng thì không có, nhưng đã có thì chỉ có không. Nội dung cái hợp đồng đấy ý, thì mấy đứa bàn lại với anh Quyết nhá. Còn bây giờ em phải đi công việc đây mình ạ. Thôi đi à? Đi này. Ừ, thôi đừng đi. Em phải đi thật đây. Em phải đi rồi. Thôi, chị bận thì chị phải đi. Đi. Không phải đuổi. Đi mình nhá. Thì hôm nay đi cẩn thận nhá. Đi chị, đi. Vâng, đi. Đi nhá. Cẩn thận nhá. Rồi chị đi. Anh! Hả? Hợp đồng này béo bở như này thì nếu như mà thành công chắc bọn em cũng phải được tí ti đúng không? Chưa làm cái gì đã đòi thưởng. Tôi là tôi còn cắt lương của cậu cơ. Lão! Thì em hỏi thì thôi gì nắm nhé. Nghe đây, đây là cái hợp đồng vô cùng lớn kể từ khi công ty chúng ta chuyển lên làm tập đoàn. Chính vì vậy tôi muốn nhìn thấy cái tinh thần nhiệt huyết của tất cả mọi người. Hô theo tôi! Tập đoàn Năm Plus! Năm Plus! Không gì là không thể. Không thể. Bất cứ việc gì cũng làm được. Làm được. Dù đó là việc gì. Việc gì. Tốt. Bây giờ thì hô lại khẩu hiệu thôi. Năm được. Không thể. Làm được. Việc gì. Cái gì đấy? Bọn em hô tắt ạ. Và vẩn. Vì đây là một dự án vô cùng lớn. Vì vậy, anh muốn là từ lao công, bảo vệ cho đến tất cả những người mà trực tiếp nghĩ ý tưởng đều phải cống hiến hết mình, rõ chưa? Rõ. Rồi, bây giờ mọi người về chỗ làm việc đi. Yến Chi. Dạ. Em sẽ lo phần chụp ảnh mẫu. Vâng ạ. Còn Thảo Mai, cô lo ý tưởng về quay quảng cáo và dựng phim. Vâng ạ. Đại ca, thế còn hai bọn em làm gì ạ? Hai cậu phụ giúp cho hai cô ấy thôi. Rõ, làm việc đi. Vâng. Thiếu năng lượng, thiếu tỉnh táo, nước tăng lực number one caffeine giúp tỉnh táo, taurin và inositol nạp nhanh năng lượng. Chai number one là 10.000 cộng 13 là 23.000. Nhĩa này 45-58-58 với tâm là 19-2.000. Nước tăng lực number one tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì chinh phục thử thách. Chị ơi, xong chưa? Anh ấy quá rồi. Chưa. Chị. Ôi dồi ôi, đại ca làm em hết cả hồn á. Anh ơi, anh không còn chỗ nào để anh hiện nữa mà do nhà vệ sinh anh cũng không tha em đấy ạ. Khách hàng đã gửi quần áo mẫu rồi,
cô chuẩn bị tổ chức một buổi chụp hình đi nhá. À, hình tượng lần này sẽ là sexy và quyến rũ. Mẫu nữ thì có rồi, còn mẫu nam thì cô chọn một là Dũng, hai là Nguyên cho tiết kiệm nhá. Đại ca, để em làm mẫu cho. Ờ, ok ok, lần này cậu làm mẫu đi. Anh yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Nhanh nhanh em ơi. Ôi dồi ôi, hai ông ơi, hai ông đi ra ngoài nhờ giúp tôi. Cứ một ông hiện đường hình, một ông hiện đường tiếng, làm sao mà ra được. Ok. Thì nãy giờ anh vẫn ở ngoài mà. Đi. Ui dồi. Này này Yến Chi, Yến Chi. Hả? Sao hôm nay lại chụp bối cảnh giường chiếu này à? Thế không thích à? Thích. Ơ mà đây đây đây. Gì? Mẫu nữ đâu rồi? Mẫu nữ đã sẵn sàng rồi. Mẫu nữ có xinh không? Xinh cứ gọi là hết lấc luôn đi. Mà này nhá, cái tên hết sức là thơ mộng trữ tình. Hoa mi nhon. Ôi, nghe nó nổi ra răng ra rồi đây. Nghe là mi nhon thôi nhưng mà em thề với anh nhá, điện nước cứ gọi là đầy đủ và sắc dao luôn. Ôi, kìa. Chiến ơi. Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi. Mi nhon ơi, come on em ơi. Dạ có em. Ôi trời ơi, sao ngọt thế. Tròn 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 tròn. Chào anh. Trời ơi, đẹp trai dễ sợ. Lại còn quần bảy sắc cầu vồng nữa. Trời ơi, đẹp trai nhất phòng chị đấy. Chờ anh xíu nha. Có lầm nhẫn gì ở đây không? Chà, làm nhắn gì ở đâu cả. Này là mi tạ hay mi nhon thế? Em đã cam kết với anh là điện nước giặt rào chứ còn gì nữa. Ừ nhưng mà... Thôi không chụp được đâu, không thể chụp được. Phải chụp. Không thể chụp được. Nè, không chụp đi ra ngoài đi. Trời ơi, khó chịu. Em về nha. Ôi dồi ôi, mi nhon ơi, dừng hình dừng bước. Đứng đây chờ chị đúng nửa nốt nhạc thôi. Anh bị điên à? Đấy, bây giờ mẫu thì giận. Tất cả mọi thứ xong hết rồi, bây giờ định bỏ cuộc á. Ông đại ca mà biết ông khứa cả hai đứa. Nhưng mà... Đi... Thôi rồi, ra thì anh làm việc. Em ơi, anh xin lỗi nhá. Lỗi làm chi? Rồi sao? Không muốn chụp hả? Không phải không muốn chụp. Tại vì là... Nhìn em, anh bị nhớ đến người yêu cũ. Có tiền không? Thiệt. Tức là khi mà vừa nhìn đến em cái là hình ảnh nặng nề của người yêu cũ anh lại hiện về. Thế là anh không chụp được. Thật thà vậy hả? Ừ. Dễ thương đó. Ừ. Bây giờ... Bỏ qua cho đó. À, cho nên là bây giờ là xí xóa hết mọi lỗi lầm nhé. Là để chúng ta bắt đầu vào buổi chụp hình này. Ok. À, trước khi mà chụp hình thì em cũng xin được lưu ý với cô dâu và chú rể. Là hôm nay là chúng ta chụp concept là đồ ngủ. Thế nên là chúng ta sẽ phải thả dáng ở trên giường, tạo những cái dáng mà phải thể hiện được cái tinh thần thoải mái, vui tươi và hết sức tình cảm. À, thế Mignon chủ động bật này nhá. Ok rồi. Chị. Nào nào nào, tạo dáng. Nhanh khẩn trương nào. Bắt đầu chú rể, bắt đầu nào. Ok. Số nào chuẩn bị nhá. Nào, hai. Ba nào. Trời ơi cô dâu ơi, đùi cô dâu để lên đầu chú rể, tay chú rể lại kề vào má cô dâu. Nào. Ui giời. Tiếp. Nào, dáng tình cảm hơn nào. Tình cảm hơn. Hay quá, tiếp tục nào. Tiếp nữa nào. Nào nào nào, chuẩn bị. Dáng cuối nhé, dáng cuối này. 3, 2, 1. Ui giời ơi. Xong chưa chị? Xong rồi. Đẹp quá. Trời. Phải đi có bài, phải đi có bài nhá. Gì mà thở dốc vậy? Nè, anh có người yêu chưa? Anh có vợ rồi. Cái gì kỳ vậy? Lúc nãy kêu là em giống người yêu cũ của anh mà. À, thì đấy là mối tình đầu. Còn anh lấy vợ được 2 năm rồi, không tin hỏi à? Chị chụp ảnh đi. Ê này, anh đẹp cực, vào xem không? À, có, xem liền. Xem ảnh luôn. Đồ điên. Cổ bàn này không ngắm, ngắm ảnh. Gì đấy? Ông ơi, mẫu thế nào? Xinh không? À mẫu ơi.
Ui xinh lắm, tuyệt vời luôn. Ba vòng, ui đồng hồ cát đẹp lắm. Giận, mẫu xinh thế tại sao không bảo anh em lên sớm hơn? Mai còn buổi chụp hình nữa đấy. Ông thích thì mai đến thay tôi nhá. Thật nhá? Ừ, thật. Bình thường cái gì liên quan đến gái ông đâu có tốt với tôi như vậy đâu. Có biên đúng không? Ông đừng cười rồi đấy. Mai tôi bận việc cho nên là mới bảo ông đến thay thôi. Nếu ông thích ý, tôi xuống bảo thông bảo vệ lên làm hộ. Thôi, không được. Mai để tôi đi thay. Thế thì bây giờ phải mời tôi ăn gì đi. Rồi đi. Đi. Xin chào các em. Chị xin tự giới thiệu, chị là Phương, nhân viên marketing của công ty thời trang DNS đẹp và sang. Em chào chị, em cũng xin tự giới thiệu, em là Thảo Mai, trưởng phòng sáng tạo của công ty 5 Plus Online ạ. Xinh quá. Còn em là Nguyên, đạo diễn ạ. Chào em. Em mời chị uống nước ạ. Ok, kệ chị đi. Theo như lịch hẹn với sếp quyết của bọn em thì ngày hôm nay chị có một cái buổi để xem bọn em trình bày các ý tưởng để làm thế nào đó tăng được cái doanh thu bán hàng ở bên chị. Dạ, em cũng có nghe sếp quyết nói lại với bọn em rồi ạ. Thế bây giờ các em có thể trình bày ý tưởng được không? À, nhưng mà như này, trước khi mà bọn em trình bày ý tưởng ấy, chị có một cái tin vui dành cho các em. Có muốn nghe không? Có. Ngoài cái việc mà nếu như cái idea của bọn em tốt mà tăng doanh thu bán hàng của bọn chị lên thì bọn em sẽ được thưởng 5 triệu ngoài hợp đồng. Thế chị cho em trình bày ý tưởng luôn ạ. Lúc nãy ông làm gì có ý tưởng? Thì tự nhiên bây giờ có. Đã có số tiền thưởng về tay mình rồi. Có giỏi thì nổ ý tưởng đi. Chị muốn nghe em trình bày. Dạ, em xin trình bày luôn. Ý tưởng của em là chúng ta sẽ mượn hình ảnh của nàng tiên cá. Nhìn sâu trong đôi mắt chàng, em thừa biết anh đang soi hàng. Biết tim anh xôn xao mỗi khi nhìn thấy bao em ở hàng. Phải chi anh thấu hiểu, hàng thật thì silicon một đống. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn ai cũng thế sao? Là anh tham yêu gái xinh, anh hãy lấy hương nhìn dung nhan. Vì không một xu dính, em sẽ xem có con nào cắn thính. Bởi anh không thèm gái xấu mà mơ mãi về mấy em xinh. Cứ mơ đi rồi sau này anh có sao, em đừng quan tâm. Anh chỉ biết chơi game suốt đêm, còn suốt ngày anh là cả Facebook. Anh chỉ muốn chơi với hot girl, còn giống em, anh không thèm chơi. Em tuy không có chân, mặt không xinh nhưng em là con gái. Cứ mơ đi người ơi, rồi đến phút cuối anh vẫn như vậy. Muốn có chân không? Ý, hớt hồn ai vậy? Đoán coi. Harry Potter nè. Không phải, đoán không lại phải đi hả? À, vậy nhìn cái tóc này chắc là cụ Snap rồi. Không phải, đơn giản chỉ là phù thủy thôi. Thì ra là phù thủy. Có, muốn có chân. Thế có cái gì đổi lấy chân không nè? Có hai con sò nhỏ nhỏ. Hai con sò? Hai con sò chỉ đổi được hai cái móng chân thôi. Để nghĩ nè. Có thêm một con hàu nữa. Một con hàu? Một con hàu chỉ đổi được một bàn chân thôi. Còn gì quý giá hơn hàu? Ở dưới lòng biển nhà ta chuẩn bị nhập về một lô bùn sạch. Bùn hả? Cái đấy trong đầm lầy người ta đầy. Vậy thôi bỏ đi, mệt quá. Nghe cái giọng hát của ngươi có vẻ ổn đấy. À, chị là muốn đổi giọng hát phải không? Giọng hát lấy chân nè, đổi liền nha. Cắt. Em cảm thấy cái ý tưởng này là hoàn toàn nhàm chán và không hợp lý. Tại sao lại không hợp lý? Bởi vì là cái ý tưởng này nó không hề tôn lên cái sản phẩm của công ty. Hay nói đúng hơn là cái sản phẩm chỉ làm nền cho giọng hát của nàng tiên cá thôi. Không, đúng. Chị cũng thấy là chưa có thích cái idea này. Thế em còn ý tưởng gì khác không? Dạ, em có ý tưởng luôn cho chị ạ. Ý tưởng của em thì dựa trên câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Chị thấy ông lão đánh cá và con cá vàng à? Có vẻ hợp lý. Dạ, em xin trình bày luôn ạ. Okay. Câu chuyện sẽ được bắt đầu ngay khi mà ông lão đánh cá được con cá vàng cho rất nhiều thứ như là nhà cửa, nhà lầu, xe hơi. Cá vàng ơi, bây giờ ta không còn là ngư dân nghèo nữa rồi. Biệt thự đã có, xe hơi xịn cũng đã có.
Cá Vàng có thể cho ta một cô thư ký thật xinh đẹp được không? Ok, thích là chiều nữa nè. Em chào sếp ạ. Cá Vàng ơi, có thể cho trang phục ngắn thêm một tí nữa được không? Thích ngắn nữa là ngắn luôn nè. Em chào sếp. Ngắn nữa, ngắn nữa. Lại ngắn nữa à? Ngắn nhá. Em chào sếp. Ngắn nữa đi. Ngắn nữa là thành bikini ấy nhá. Ok luôn. Em chào sếp ạ. Chào em. Cá Vàng ơi, mày thấy thế nào? Cá Vàng. Chết vì gái là một cái chết thật tê tai. Cá Vàng ơi, Cá Vàng ơi. Cá Vàng ơi, Cá Vàng ơi. Ông nói đi, làm sao mà mọi chuyện là như thế? Thiếu xe của tôi đâu, và hy vọng của tôi đâu? Cá Vàng, sao nó lại tên, tại sao nó lại tên? Chính vì là bộ bikini của công ty chúng ta sản xuất ra quá là sexy, nên không chỉ người xem mà đến con Cá Vàng khi mà nhìn thấy cũng bị chảy máu cam quá nhiều và chết. Sao lại chảy máu cam mà chết? Em đang quảng cáo thời trang mà em. Thời trang là cần một cái sự tinh tế, nhưng mà ở đây trong cái câu chuyện của em thì bạo lực rồi là máu me. Em thấy nó đâu có gì quá là bạo lực đâu ạ. Không, chị không thể chấp nhận được. Thời trang của chị là tinh tế. Bọn em phải có những cái ý tưởng làm thế nào đó để nổi bật lên cái sản phẩm của chị. Chứ máu và me thì ai dám mua. Thôi, chị không duyệt cái idea này. Bọn em còn cái idea nào khác không? Dạ, hiện tại thì bọn em không ạ. Dạ vâng, chưa. Không á? Thế các em mời chị đến đây chỉ để nghe các em nói hai cái idea vớ vẩn này thôi á? Chị thấy lạ, chị không hiểu cái công ty của mình làm ăn kiểu gì. Chị chắc là chị sẽ phải xem lại cái việc ký hợp đồng với công ty của mình. Chị ơi, chị bình tĩnh một chút ạ. Bọn em sẽ có ngay một cái ý tưởng mới cho chị ạ. Vâng, chị cho bọn em một cơ hội nữa được không ạ? Không. Cái cơ hội chỉ đến một lần thôi. Và cái thời gian của chị là vàng là bạc. Bọn em hay nhở? Vớ vẩn. Chị ơi. Thôi chết rồi. Này bây giờ mà lại quyết biết thì sao bây giờ? Hả? Bà nghĩ cách đi. Nghĩ cách gì thì cũng phải để tập sau. Tập này hết thời lượng rồi. Từ một lần giữa vòng vai nhau xem đời làm sao. Đặt một lần trong tan niềm tin đi xem đời làm sao. Ước mơ chung đi tan cho ta xem ta thế nào.